Chào các bạn, hôm nay Eureka sẽ cùng các bạn tìm hiểu 10 sự thật không tưởng của cơ thể người. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu. 1. Sạch hơn cả nước máy. Bạn biết cơ thể bạn có thứ gì sạch hơn cả nước máy không? Đó chính là nước tiểu. Nước tiểu hoàn toàn không chứa các loại vi khuẩn hay vi sinh vật gây hại nào. Chỉ khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài, chúng mới bị nhiễm khuẩn và bị bẩn. Vì vậy mà các nhà khoa học thường khuyên rằng, nếu bạn đang bị thiếu nước trầm trọng mà xung quanh lại không có nước để uống, hãy uống nước tiểu của mình. Tuy nhiên, điều này chỉ nên áp dụng trong các trường hợp sống còn, vì uống nước tiểu sẽ làm giảm lượng muối và làm mất cân bằng nitơ trong cơ thể. 2. Không hoàn toàn là con người. Chỉ 10% tế bào trong cơ thể bạn là thuộc về con người. 90% còn lại là hơn 90.000 tỷ các loại vi khuẩn, vi trùng, virus và các sinh vật khác đang sinh sống trong cơ thể bạn. Nhiệm vụ của chúng là đảm bảo cho các chức năng hoạt động bình thường và giữ cho cơ thể của bạn luôn khỏe mạnh. 3. Lượng nước bọt khổng lồ. Nước bọt là chất tiết có dạng nhờn tiết ra từ các tuyến nước bọt với công dụng quan trọng nhất là giúp việc nhai và tiêu hóa thức ăn trước khi nuốt. Trung bình mỗi ngày chúng ta sản xuất ra từ 1 đến 2 lít nước bọt và tính cho cả đời người, lượng nước bọt có thể chứa trong 2 bể bơi lớn. 4. Thay da mới hàng ngày. Bạn biết rằng các loài vật đều thay lông hay lột da quanh năm và con người cũng thay da chết hàng ngày. Tầng phía trên của da bạn được cấu thành bởi nhiều tế bào, chúng luôn thoái hóa và tạo thành lớp da chết. Hàng năm, một người trung bình thải ra tới 4 kg da chết. 30.000 đến 40.000 tế bào da chết sẽ được làn da thải bỏ đi trong mỗi phút vào ban ngày. Vậy, những tế bào da chết này đi đâu? Chúng sẽ được tiêu hóa bởi các loài sinh vật nhỏ bé trên da bạn và mạt bụi nhà, loài vật có kích thước rất nhỏ mà mắt người không thể nhìn thấy được. 5. Ký sinh trùng trên da mặt. Bạn nghĩ rằng mặt bạn sẽ rất sạch sau mỗi lần rửa mặt. Thật sự không phải như vậy, vì trên mặt chúng ta đều tồn tại loài ký sinh trùng cực nhỏ sống trong các lỗ chân lông và đặc biệt chúng còn có ở lông mi. Thức ăn của chúng là các tế bào da chết và những chất dầu sinh ra từ tuyến nhờn. Số lượng ký sinh trùng này sẽ tăng lên theo độ tuổi của bạn. 6. Cơ thể bạn chứa đầy hơi. Xì hơi là một vấn đề khá tế nhị nhưng nó lại là một trong những chức năng cần thiết để con người tồn tại. Trung bình mỗi người xì hơi 14 lần một ngày với khoảng 0,5 đến 1,5 lít khí. Xì hơi ở mỗi người còn phụ thuộc vào loại thức ăn mà chúng ta ăn hàng ngày cũng như tình trạng hoạt động của hệ tiêu hóa. 7. Bạn nuốt 1 lít nước mũi mỗi ngày. Nước nhầy ở mũi hay còn gọi là niêm dịch là thứ mà bạn nuốt với khối lượng 1 lít mỗi ngày. Vì hệ thống xoang nối liền với bộ phận tai mũi họng, nên khi bạn thực hiện động tác nuốt, chất nhầy ở trong mũi sẽ trôi từ mũi qua cổ họng và đi vào dạ dày. 8. Vàng và nấm móng chân. Có bao giờ bạn thấy móng chân của mình chuyển vàng hay thậm chí là bị nấm? Bàn chân là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, nơi chứa vô số các loại vi sinh vật trong tự nhiên. Thế nên chúng rất dễ bị các loại vi khuẩn và nấm gây hại tấn công. Vì vậy, hãy vệ sinh và cắt tỉa móng chân để tránh bị vàng móng và các bệnh liên quan đến nấm bàn chân. 9. Dạ dày chứa toàn axit. Axit trong dạ dày làm nhiệm vụ tiêu hóa thức ăn và nhờ đó cung cấp cho dinh dưỡng cần thiết nuôi cơ thể. Gần như bất cứ thứ gì cũng đều được dạ dày tiêu hóa, kể cả dao lam. 10. Rãy tai. Rãy tai là chất sáp màu vàng ở bên trong tai. Do một loại chất nhờn giống như mồ hôi tiết ra từ những tuyến hạch nhỏ, trộn lẫn với những tế bào da chết rơi ra trong lỗ tai mà thành. Đa số người châu Phi và châu Âu có rãy tai ẩm, còn người châu Á thì đa phần là có rãy tai khô.